Xen giữa phân đoạn đầy xúc động khi Vân Trang trả lại vòng cho mẹ đẻ, bà Nhung là phân cảnh vừa xúc động mà vừa lãng mạn khi nam chính che mưa cho nữ chính. Vân Trang lấy nước mắt người xem bởi sự đau khổ khi phải tự tay trả lại chiếc vòng, cắt đứt tình ruột thịt với mẹ. Thấy người mình yêu đau khổ như vậy, Hoàng Duy không thể không đau lòng và thương Trang rất nhiều. Trong clip hậu trường hé lộ trên đây, hai diễn viên đã phải dầm mưa 4 tiếng dưới thời tiết khoảng hơn 6 độ C. Đình Tú dí dỏm chia sẻ không cảm thấy lạnh vì có người yêu bên cạnh và vì lửa nhiệt huyết với nghề đang cháy trong người. Dù vậy, anh không giấu được thực tế lạnh tới run người. Dù thời tiết khắc nghiệt như vậy và đã quay tới 4 đến 5 đúp nhưng Đình Tú và Huyền Ly Di vẫn không ngại xin đạo diễn cho quay lại tới khi thật ưng ý thì thôi. Mời quý vị đón xem các tập tiếp theo của phần 2 phát sóng lúc 21 giờ 40 phút thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên kênh VTV3. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.